Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin COVID-19 đau đầu vì giấy tờ đi đường ở Hà Nội. Truyền thông trong nước cho hay quyết định phân vùng chống dịch và giao công an cấp giấy đi đường được đưa ra trong chỉ thị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh ký vào ngày 3 tháng 9. Vùng chịu các hạn chế nghiêm ngặt nhất được gọi là vùng đỏ hay vùng 1, nơi được mô tả là tập trung nhiều khu vực, nhiều đối tượng nguy cơ rất cao, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận huyện, trong đó có Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì, vân vân. Đời sống trong khu vực này sẽ phải áp dụng các biện pháp giãn cách theo chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn. Đây là hình ảnh cảnh đông đúc chật chội thường thấy đường ở trên đường phố Hà Nội, và việc công an xét giấy thông hành đã gây ra tắc nghẽn rất nặng khiến người dân bức xúc, và đây chính là cơ hội cho COVID-19 lây nhiễm ngày càng nhiều hơn trong cộng đồng. Lãnh đạo Hà Nội đã ra những quyết định mà làm lây nhiễm tăng thêm, đây là điều người dân rất khó hiểu. Trong khi đó vùng 2 là phía Bắc và phía Đông của sông Hồng, phân cách bởi hệ thống sông Hồng, sông Đuống, với vùng 1 bao gồm toàn bộ các địa giới hành chính của 5 quận, huyện như Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Và vùng 3 là phía Tây, phía Nam thành phố, bao gồm 10 quận, huyện, xã, bao gồm Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, vân vân sẽ phải giãn cách theo chỉ thị 15 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn. Một trong các quan ngại lớn nhất hiện nay được truyền thông trong nước nêu là việc người dân và doanh nghiệp thấp thỏm và lo lắng về những hướng dẫn chưa rõ ràng đối với việc xin và cấp giấy đi đường tại các vùng khác nhau. Họ cho rằng lập chốt kiểm tra từng người trong khi thực tế là chẳng bắt được ai, ngoài việc tạo ra ùn tắc, bức xúc thì kết quả là hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí là phản tác dụng. Việc lập chốt chính là tiền giả định rằng toàn bộ những người đi đường đều là quân gian manh dối trá, quân lừa đảo đi ra đường mà không có giấy tờ. Trên thế giới này làm gì có chính quyền nào hành xử với dân gớm như vậy. Facebook Đỗ Chí Hùng đã nêu ra một ý kiến giận dữ như thế. Còn tờ báo Thanh Niên của Đảng Cộng sản Việt Nam thì dẫn lời một người làm tại công ty nước ngoài nói anh ta thuộc vùng đỏ, trong khi địa điểm công ty làm lại thuộc vùng cam. Sáng nay khi chúng tôi hỏi đồn công an, khu công nghiệp hay ủy ban nhân dân xã nơi công ty đặt trụ sở là đầu mối tiếp nhận thì cũng chưa rõ bên nào là đầu mối. Tới chiều nay, theo thông tin được biết thì huyện mới họp để triển khai hướng dẫn các đối tượng được cấp và quy trình cấp. Trong khi đó, tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 4 tháng 9 dẫn lời một lãnh đạo công an phường Dịch Vọng thuộc Cầu Giấy, Hà Nội cho biết sáng cùng ngày đơn vị đã nhận được nhiều cuộc điện thoại từ người dân và các tổ chức hỏi về việc làm giấy đi đường. Đây là hình ảnh sơ đồ quy trình cấp giấy thông hành ở Hà Nội được nhà báo Nguyễn Tiến Tường bình luận rằng bát quái trận đồ giấy đi đường của thủ đô trừu tượng và quá huyền bí. Có ai hiểu gì không cho em biết với. Và chiều nay, Công an thành phố Hà Nội mới tổ chức họp trực tuyến với công an các quận, phường, xã và có hướng dẫn chi tiết. Sau khi thống nhất về phương án, cách thức thực hiện, chúng tôi sẽ tổ chức tiếp nhận thông tin, danh sách sẽ cấp giấy đi đường cho người dân, các tổ chức, vị lãnh đạo này tiếp tục nói. Tờ báo này cũng dẫn lời một người dân nói Hà Nội giãn cách thêm 2 tuần mà bây giờ mới tổ chức cấp giấy đi đường thì quá gấp. Và chỉ thị của Chủ tịch Chu Ngọc Anh về phân vùng có đoạn nói rằng phân vùng là để phòng chống dịch, không phải là phân vùng để quản lý hành chính. Trên trang Facebook cá nhân thì cây bút nổi tiếng Huy Đức cũng mô tả điều mà ông gọi là nên có cuộc họp ở cấp cao hơn Hà Nội quyết định phương án cho Hà Nội. Bài viết đã nhận được 15.000 tương tác và 3.000 chia sẻ sau khoảng toán ra 8 giờ được đăng tải. Ông viết, phải đảm bảo quyền lực của quốc gia vẫn là thống nhất, phải cho thấy nhà nước pháp quyền vẫn đang tồn tại, hiến pháp và pháp luật vẫn đang được thực thi. Đừng để thế giới nhìn thủ đô của một đất nước đang phát triển như một căn cứ du kích. Đừng để người dân chưa kịp nhiễm virus đã hết kế sinh nhai. Đừng để dân chúng phải chịu những sang chấn tâm lý chỉ vì chính quyền đã sử dụng quyền lực nhiều hơn cần thiết. Vào ngày 3 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội cũng đã phát đi văn bản hỏa tốc gửi đi các ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phối hợp với Công an thành phố trong việc triển khai phần mềm cấp và triển khai kiểm tra giấy tờ đi đường có nhận diện cho người
đủ điều kiện tham gia giao thông qua mã QR code. Đây là hình ảnh phố Quỳnh Mai ở Hà Nội bị chặn với nhiều bảng cấm và chỉ dẫn rắm rối. Văn bản này mô tả các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký thông tin qua cảnh sát khu vực và sau đó cán bộ xã, phường, thị trấn duyệt từ chối thông báo bằng email và sau đó cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường và đã được duyệt, đóng dấu cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, vân vân. Còn về việc cấp thẻ đi chợ, siêu thị, cảnh sát khu vực sẽ lập danh sách các hộ gia đình theo địa bàn xã, phường, thị trấn quản lý. Cảnh sát khu vực gửi danh sách cho cán bộ xã, phường, thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt. Chỉ thị của Chủ tịch Hà Nội viết rằng như vậy. Và trước đó, vào ngày 29 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao cho Công an thành phố nghiên cứu quy định rõ ràng đối với từng loại hình như doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị được cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, điều này làm quá gấp gáp, làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn và sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy sắp tới. Với chỉ thị 20, Hà Nội sẽ là một trại tù, công an là cai ngục và người dân thì lại là phạm nhân. Vâng, đó là tâm tư bị dồn nén thành chất vấn mang tính phản kháng công khai của nhiều người dân và hộ dân, kể cả một số cơ quan trung ương trên địa bàn nội đô, khi nghe phổ biến chỉ thị 20 từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Một trong các quan ngại lớn nhất hiện nay được truyền thông trong nước nêu là việc người dân và doanh nghiệp bồn chồn và lo lắng về những hướng dẫn mù mờ đối với việc xin giấy cấp giấy đi đường tại ba vùng đỏ, vàng, xanh khác nhau. Giãn cách xã hội kiểu này hầu như đang biến người dân thủ đô thành phạm nhân, biến các thành phố, các quận huyện, thành phố thành trại tù khổng lồ, các cấp tỉnh trở lên thành những cai ngục, nói chữ là các quản giáo chuyên nghiệp. Và ngay lập tức dễ nhận ra rằng không khí chính trị là thống soái như từ suốt đầu mùa chống dịch đến giờ vẫn diễn ra. Giờ đây, nếu chấp nhận chỉ thị 20, thì công an trị sẽ là xu hướng kế tiếp, bất chấp mọi hệ lụy như chúng ta vẫn chứng kiến làn sóng thứ tư đang diễn ra. Và điều này rất dễ dẫn đến kinh tế Việt Nam, đặc biệt tại thủ đô Hà Nội sẽ sụp đổ và người dân Việt Nam sẽ rất nguy hiểm với chủng mới virus corona. Đây là hình ảnh người dân đang gom hàng tích trữ trước khi bắt đầu lệnh giãn cách. Cũng trong ngày 3 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phối hợp với Công an thành phố trong việc triển khai phần mềm cấp và triển khai giấy đi đường có nhận diện cho người đủ điều kiện tham gia giao thông với mã QR code. Văn bản trên thông báo tiếp như sau. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký thông tin qua cảnh sát khu vực và sau đó cán bộ xã, phường, thị trấn duyệt hoặc từ chối. Và với những văn bản như vậy thì người dân đã bị rối mù. Rõ ràng, chỉ thị chồng chỉ thị, văn bản đã bị chồng văn bản như vắt chanh đi vào rừng xanh chẳng biết đâu mà lần. Sau 2 năm nhìn lại, trong phạm vi Việt Nam, con virus corona đã gây tác hại nghiêm trọng hết đến sức khỏe người dân, mất mát về sinh mạng và đau thương ngày càng chồng chất, đau thương và cục diện nghiêm trọng đến như vậy. Thế nhưng không hiểu sao, đến tận giờ Quốc hội vẫn chưa một lần xem xét các văn bản có dấu hiệu vi phạm hiến pháp và pháp luật hay không. Ba chỉ thị số 15, 16 và 19 của Thủ tướng đều không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Nay, liệu một mình ông Chủ tịch thành phố có thể đi đến các quyết định chống dịch COVID-19 vô tiền khoáng hậu hay không? Và nếu một cơn sang chấn tập thể diễn ra trước một quyết định rất đặc thù của thể chế chính trị toàn trị này, ai sẽ là người tối hậu chịu trách nhiệm trước hiến pháp và pháp luật về chỉ thị 20? Và tại truyền thông quốc tế thì như tờ báo tại Vương quốc Bỉ cũng giật tít là Hà Nội biến thành một nhà tù. Và bằng cách đối phó với Covid như thế này, vào hôm 3 tháng 9, tờ báo nổi tiếng Nikkei Asia xếp Việt Nam đứng thứ 121 trên 121 về khả năng chống dịch, tức là hạng bét. Tác giả đã đặc biệt nhấn mạnh ngay cách đây mấy tháng về hai sai lầm có thể dẫn đến thảm họa trong chống dịch mà đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự và khoa học. Đó là thứ nhất, quy luật của dịch tễ học về cơ bản khác xa với quy luật của đánh giặc, tức là quy luật của chiến tranh. Riêng đối với các biến thể virus corona, các nhà dịch tễ học hầu như đều thống nhất với nhau một nhận định, có rất nhiều điều chưa thể biết hết về con virus này. Thứ hai, quy luật chiến tranh lại càng khác xa với quy luật thời bình. Trong thời bình, khi làm ăn kinh tế, bao giờ doanh nghiệp cũng tính đến mức chi phí, cơ hội. Vì vậy, không thể nào hô hào chống dịch như chống giặc được. Đây vốn là khái niệm chìa khóa trong kinh tế học, và chi phí cơ hội dựa trên cơ sở là nguồn lực khan hiếm nên buộc giới kinh doanh phải thực hiện và lựa chọn.
dịch bệnh có quy luật riêng của nó. Khi đánh giặc, ta có thể đốt cháy cả dãy Trường Sơn và hy sinh sức người và sức của để giành độc lập. Nhưng khi phòng chống dịch, các chuyên gia lại phải đặt sinh mệnh con người lên trên hết. Với chỉ thị 20 lần này, liệu có thể sẽ là một sai lầm nghiêm trọng thứ ba hay không? Bởi vì nếu thực hiện điều khoản giao cho công an thành phố duyệt giấy đi đường thì rõ ràng Hà Nội sẽ là một trại tù khổng lồ. Công an là những người cai ngục chuyên nghiệp và người dân thủ đô là những phạm nhân bất đắc dĩ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021 với bản tin COVID-19 đau đầu vì giấy đi đường ở Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.